Bạn đang nghe Hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Người đọc Đặng Chí Hùng. Xin kính chào quý khán thính giả, mời quý khán thính giả tiếp tục nghe chương tiếp theo của Hồi ký Thép Đen của Đặng Chí Bình. Chương 69, những hành động bẩn thỉu của bọn quản giáo với tù nữ. Sáng sau thì tên cán bộ trực Salim Thay Dư, không ai xa lạ, chính là tên thế mũi cà chua. Ngay từ trận thử lửa trong ngày đầu tiên, tôi đã bước vào hỏa lò giữa tôi và y cách đây 4 năm về trước cho tới bây giờ. Bất cứ lúc nào gặp nhau, tôi và y vẫn bốn mắt gườm gườm. Tôi rất là hận y, nhưng mà không thể làm gì được. Còn y là một tên rất là nhỏ nhen, vặt vãnh, vẫn sẵn lòng thù ghét tôi, cho nên hễ có dịp là y hành tôi đến nơi đến chốn. Dù sao tôi cũng chỉ là một tên tù, cho nên vẫn cúi mặt làm theo y. Nhưng ruột gan tôi vẫn phải bầm tím lại. Vậy mà, bây giờ nó lại trực Salim nữa. Do đó, với tên hung thần luôn nghĩ cách trù ếm này, thì tôi quyết định trong thời gian này tôi phải nằm im nghỉ ngơi. Khi y mở cửa tới buồng tôi, thì ôm bô đi vào nhà tắm, mà tôi biết là mắt đang tí hí, đang đăm đăm nhìn tôi soi mói như mắt của con rắn nhìn con ếch vậy. Nhưng cái thế của một tên tù tôi phải lờ đi coi như là không biết. Sau khi tù ăn cơm nước xong thì y vào mở cửa cho hai cô buồng số 9 ra chơi. Hai cô này mới vào Salim được 3-4 ngày. Thế mà tên thế lại mở cửa cho ra sân chơi. Điều này làm tôi tò mò, muốn nhìn thêm hai cô là người loại như thế nào. Tuy nhiên cũng biết tên thế này rất là quái quỷ. Y cũng chỉ hơn tôi 1-2 tuổi thôi, nhưng mà nhìn đôi mắt lươn của y, tôi biết y quả thực là không vừa. Tôi cũng hiểu điều làm y thích nhất là bắt được tội phạm vi phạm nội quy. Vì thế mà tôi lại càng phải cẩn thận, không hiểu sao tự trong lòng tôi lại thấy ham muốn tranh đấu, muốn thủ đoạn với tên thế này, một cái tên quái nhất trong những cái tên quản giáo hỏa lò. Tôi đang băn khoăn nghĩ ngợi tính cách làm sao để đứng lên nhìn hai cô buồng số 9 ở ngoài sân, chợt giật mình vì cái tiếng quát của tên thế. Anh kia, đứng lên làm gì đấy? Biết ngay mà tôi tự nhủ, thế nào ấy cũng chẳng dình. Tiếng bước chân dầm dập đi vào buồng số 10. Buồng số 10 cũng mới được vào 2 ngày sau khi anh phi công Mỹ ra trại chung, vậy mà đã bị bắt phạm nội quy. Thật là xui xẻo, tiếng cùm rút đến cái xoạch, không hề có một tiếng hỏi, chỉ có nghe giọng tiên thế khô đành. Bỏ chân vào. Thời cơ đẹp lúc này chính là lúc an toàn nhất. Nhanh như một con cắt, tôi đứng ngay lên sàn nhìn ra sân. Trời, tôi cũng phải bàng hoàng. Một người phụ nữ chừng 25-26 tuổi, dáng cao gầy, đang đi cúi đầu đi lại lại gần sát tường sân trại chung Salim. Còn cô kia chừng 21-22 tuổi, đẹp như một nàng tiên trên trần, hai tay chắp ngược lên phía sau gáy, đang nhịp nhàng xoay một điệu van lả lơi nhún nhảy của một khúc nghe thường. Tôi như đờ người ra và ngỡ ngàng vì không thể ngờ nổi, 4 năm trước đây hơn 1 tháng trời lang thang khắp phố phường Hà Nội, tôi cũng chẳng thấy một người nào đẹp như cả. Vậy mà trong lúc này, ở ngay trong Salim này, tại sao lại có một người danh nhân tuyệt thế như thế? Thảo nào mà tên thế đã vội vàng cho người ra sân và buồng số 10 mới bị vào Salim đã bị cùm. Tôi mải mê suy nghĩ, mắt vẫn đăm đăm nhìn tấm thân ngà ngọc đang nhịp nhàng uyển chuyển dưới ánh nắng vàng, đôi tay trần chắp sau gáy như muốn khoe với thế nhân đây là tuyệt tác của hóa công. Làn tóc mây óng lên màu nắng phất phơ buông thả nửa kín nửa hở giữa đôi vai trần. Hình như là cô cảm thấy có một tia lửa điện vô hình đang trà sát chiếu thẳng vào người cô, nên đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn lên về phía cửa sổ buồng tôi. Thế bóng người lờ mờ sau khung cửa sổ, cô rúm người như một phản xạ tự nhiên khuỵu xuống, hét lên một tiếng thất thanh rồi nhào thụt vào sát phía chân tường. Dưới cửa sổ, suốt tầm mắt của tôi, cô lớn quay lại nhớn nhác hỏi giật giọng. Cái gì? Cái gì vậy? Không có tiếng cô bé trả lời, lúc đó tôi đã ngồi thụt xuống. Từ phía bên trong, tiếng thế đã cùm xong số 10, chạy vội ra sân quát hỏi. Cái gì thế? Tim tôi như thắt lại hồi hộp chờ câu trả lời cô bé, im lặng một lúc rồi nghe tiếng cộc lốc. Không. Người đẹp có khác, tù mà dám trả lời với quản giáo như thế, vậy mà cũng không nghe tiếng hạch sách gì cả. Phần tôi, ở trong buồng, tôi cũng thở ra một hơi dài như vừa chút được một mối ưu lo. Chiều hôm ấy, sau khi các buồng đã cơm nước xong và các cửa đã cũng đã khóa xong rồi, lúc này mới độ 4 giờ chiều, còn 1 giờ nữa là mới hết giờ hành chính, cách gọi cộng sản là hết giờ làm việc hay là tan tầm. Với thính giác bén nhạy của mình, rõ ràng tôi nghe tiếng chân sền sệt nhẹ nhẹ đi vào, vội vàng ghé mắt sát xuống nền tôi nhìn qua khe cửa. Chả, một đôi bàn chân không dép đang rón rén đi vào phía trong, về phía buồng số 9. Tôi vảnh tai lắng nghe, chờ tiếng mở cửa, nhưng không hề tuyệt nhiên có một cái âm thanh hay tiếng động nào khác. Ngoài thỉnh thoảng có tiếng động kéo bô, tiếng nước dài tô tô, róc rách hòa lẫn với những tiếng rên, tiếng thở dài của các buồng chung quanh. Như vậy, tên thế đã vào trong đó để làm gì? Nếu muốn dình bác các buồng y nói chuyện, thì y phải ngồi ngay ngoài buồng trực để biết.
Cũng hơn nữa, ở Hòa Lò 4 năm nay, lần đầu tiên tôi mới thấy chuyện hiện tượng tụt dép rón rén kiểu này. Vậy đây là một hành động mờ ám. Do đó chỉ có hai vấn đề. Một là y lén vào buồng số 9 mà lúc này y đã không đóng cửa buồng này nên tôi không còn nghe tiếng mở cửa. Hai là y làm một việc bẩn thỉu là nhìn qua khe cửa để theo dõi những sinh hoạt riêng tư của phụ nữ. Trường hợp 1 khó thể xảy ra vì buồng số 9 có những hai người đâu thể làm như vậy được. Vậy chỉ có một trường hợp thứ hai. Có vấn đề này tôi thấy tiên thế. Chọn các buồng khác để ý biết được việc làm mờ ám của y. Nhưng nói chung, những người vào đào Salim ai cũng chết cả cõi lòng và tội lỗi về cuộc đời để ý làm quái những chuyện xung quanh. Do đó, số người tò mò chỉ là số ít. Tò mò mà tinh danh y mới chán ngán. Qua những cái nhìn và thái độ của y, tôi biết tiên thế cũng kỵ tôi lắm. Tôi tự nói với một mình. Được, những ngày tới ta sẽ biết rõ về mày. Hôm nay là ngày tắm giặt, tới buồng tôi đi vào phơi quần áo. Tôi giặt và phơi đôi bí tất vĩ đại của mình trông chúng như đôi hia. Vá chẳng vá đụp bao nhiêu màu vải, cả hai cô buồng số 9 đều đứng lên nhìn tôi. Biết tiền thế đang đứng ở chỗ bàn trực rình, nên tôi cũng không làm một cử chỉ nào khác lạ, chỉ hơi mỉm cười đáp lại buồng số 9. Chắc hẳn các cô đang dán mắt vào tôi với đôi bí tất quái dị của tôi phơi trên dây và ngạc nhiên thắc mắc không hiểu vì sao là một người tù không có quần áo riêng khác mấy bộ đồ tù mà lại có một đôi tất vĩ đại như vậy. Đôi bí tất này muốn khô dù được nắng phải 2-3 ngày, chúng dày đến gần một phân ấy. Chiều hôm đó, khi vào buồng số 9 ra lấy quần áo phơi, buồng số 14 lại có người nữa bị cùm. Hai cô số 9 mới vào xà lim chưa được một tuần, đã hai người bị cùm rồi. Đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, đáng sợ thật. Ôi, từ xưa đến nay đã làm khóc mếu ba vị anh hùng, thậm chí tan xương nát thịt cũng vì giai nhân. Hai cô buồng số 9 không biết là loại người gì mà bị bắt về tội chi. Nếu không sợ buồng số 7, nằm vùng và tiên thế tinh quái, tôi có thể tìm cách hỏi chuyện để biết được như thế nào. Tiên thế chó chết này cũng không những cứ cuối giờ đi chân không vào trong buồng số 9, lại còn cả trong giờ trực tối của cán bộ khác y cũng vào xà lim. Có khi y vào nhà tắm đi cầu rồi lại vờ ra cổng chính của xà lim đóng cửa nghe thình một cái, xong lẳng lặng rút dép ra cầm tay rón rén đi trở lại buồng số 9. Thái độ của y nhớn nhác lấm lét, quả cà chua ở giữa mặt y dạo này hình như càng to ra và không còn mọng như 4 năm trước, trái lại bắt đầu sần sùi dưới cặp mắt lươn nhấp nháy và đôi mắt dày xám quét như hai miếng thịt trâu xào rau muống. Trông y thật buồn cười cho con mắt ấy, thế mà xem ra ý hai cô số 9 lại chịu đấy, thế mới biết hai thứ tiền và quyền lực mạnh như thế nào. Có nhiều buổi tối tôi cũng nghe những tiếng thì thầm và thậm chí hai cô còn được mang thau vào nhà tắm nữa. Tôi biết hai cô đang lợi dụng tiên thế để vào nhà tắm làm vệ sinh phụ nữ, tắm rửa hoặc lấy nước vào buồng. Hai cô có hai cái thau men rất là đẹp. Mùa đã vào hè, trời ngày càng nóng và nhất là ở xà lim, tôi cởi trần mặc quần đùi, mồ hôi vẫn nhớp nháp khó chịu. Vì vậy, thường khoảng 9 giờ tối trước khi mà đóng bộ đi ngủ, bao giờ tôi cũng phải tắm một cái cho hết mồ hôi. Đã có kinh nghiệm nhiều cho nên khi trả bát cuối chiều, cầm gáo dừa đến thùng nước, tôi uống no ngay tại chỗ rồi múc một gáo để cẩn thận trong một góc sân. Tới 9 giờ, đợi nghe ngóng không có tiếng cán bộ nào lai vãng ra vào, tôi tụt quần ra tắm. Với một gáo nước để uống và một tiếng rẻ thay khăn mặt, tôi vội gội ướt đầu, lau suốt cả người. Tắm xong cũng thấy người mát mẻ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn và khoan khoái đóng bộ đi ngủ. Ở Salim lâu thì tôi đã biết là khi hết giờ hành chính, không bao giờ tù lại được mở cửa ra ngoài. Trừ trường hợp đặc biệt có lệnh của ông ban giám thị. Ở đây cả hai cô buồng số 6 đều được ra vào. Nhưng có điều tuy đi vào giữa bàn trực của phòng trong buồng, tiên thế và hai cô đều phải đi chân đất. Như vậy có nghĩa là họ cố ý giấu không cho các buồng khác biết. Hơn cao hơn nữa, các cô có thể nhờ tiên thế ra phố liên lạc với gia đình hoặc mua bán những thứ cần thiết. Điều này là rất nghiêm trọng đối với một người bị can đang trong thời gian khai thác, kể về mặt chính trị hay là hình sự. Sau khi tên nằm vùng số 7 chuyển đi rồi, tiên thế ngày càng ngang nhiên hơn, hầu như không có tối nào mà không có mặt y thì thầm to nhỏ ở buồng số 9. Mới đầu tôi tưởng các cô là nhân vật này nhân vật kia thế nào đấy đó, nên tôi mới quan tâm muốn tìm hiểu. Bây giờ tôi thấy các cô như thế, tôi cũng chả muốn để ý làm gì. Còn tiên thế tuy giữa cá nhân với cá nhân tôi không ưa nó, nhưng trong việc này về khía cạnh khác y là loại người xấu của xã hội. Bất cứ một tổ chức hay một nhà nước nào đứng đắn cũng không bao giờ dùng những cán bộ như tiên thế. Nhưng riêng trong trường hợp này, đối với tôi y là người rất tốt. Tôi mong y tiến tới nữa, và nếu có điều kiện tôi còn ủng hộ hoặc che giấu cho y. Vậy mà chả hiểu y có hiểu lòng tôi ủng hộ y hay không. Ngay buổi sáng hôm sau, y lại xuống trại thợ gọi anh thợ cắt tóc lên xà lim. Y mở cửa tương buồng bắt ra cắt tóc, tông đơ điện rũi một cái đầu chỉ 2 phút kể cả râu. Tôi để ý những cái buồng khác tiên thế thường đi để tên tù thợ cắt theo kiểu cũ, chỉ có cắt cao lên thôi. Riêng đến lượt tôi, chẳng biết thế nào mà y lại bảo tên thợ cắt tóc hãy rũi chọc đầu tôi. Tôi phản đối, y cười đều nói mùa hè cho nó mát. Tên thợ húi tóc phải theo lệnh, nên sau một lúc tôi sờ tay lên đầu như đầu sư cụ, thật là giận tím gan bầm ruột.
Có thể Thiên Thế cũng biết tôi tù đã lâu và bây giờ không còn đi cung nữa cho nên y mới dám làm như vậy. Về buồng thì tôi xoay lại mặt gương, gáo nước đựng nước và bô có nước giải là hai cái gương của Salim. Trông mặt thật là ngáo, thằng chó chết thật hèn hạ, y có quyền nên hành tôi những cái điều vặt vãnh. Và một buổi các cô bồ số 9 ra sân chơi thì trong buồng tôi cũng đang đi bách bộ, tôi cứ đếm vừa đúng 8 bước là một vòng giữa cái khung giữa hai sàn, đầu óc thì vẫn chơi vơi vơ vẩn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên cây bàng. Có nhìn cây bàng mới thấy thời gian trôi đi vùn vụt, những cái trái bàng từng chùm thật đẫy đà lốm đốm những quả bàng chín hoe. Sân xà lim lúc nào cũng đang đác đác những quả bàng chín lìa cành về với nguồn cội. Hết giai đoạn thở hít mùi hoa bàng lại đếm thời gian ngụp lặn trong hương bàng chín. Chân tôi vẫn bước đều, áo tôi vẫn chảy dài về phía đâu đâu. Đột nhiên tôi thấy từ cái lỗ dưới nền chỗ sát chân tường thông qua nước rãnh phía bên ngoài xà lim có mấy quả bàng chín được đẩy vào buồng tôi. Tôi ngồi thụp xuống, tôi chụp lấy cái que chổi thanh hao đang từ ngoài thọc vào, bên ngoài kéo ra. Trong này tôi kéo mạnh vào, nghe bên ngoài hai cô cười rúc rích. Thì ra hai cô buồng số 9 nghịch ngợm muốn phá tôi cho đỡ buồn. Lúc trở vào hai ngang qua buồng tôi, các cô đã dám liều lĩnh gõ cạch cạch hai tiếng vào cửa buồng tôi. Chỉ có một người gõ cửa, không biết cô nào đây. Sáng hôm sau, người mở cửa lại là Thiên Dư. Dư đã về. Và khi y mở cửa buồng tôi thật mừng rỡ, nói nhỏ để y nghe. Ông mới về. Chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng nó thể hiện tràn ngập cái nỗi hân hoan. Y gật đầu, mồm nhếch một nụ cười, mắt cứ nhìn tôi lên trên đầu. Lúc đầu thì tôi ở nhà tắm đổ bô về. Từ bàn trực, Tiên Dư đứng dậy đi hẳn vào trong buồng của tôi, đặt một tấm mía và một chiếc bánh nếp lên trên chiếc chiếu của tôi. Y nói nhỏ trong giọng tình cảm: "Quà nhà quê đấy, của cho không bằng cách cho." Tôi thật cảm động, tôi cũng không hiểu từ nguyên nhân nào y lại đối xử với tôi như vậy. Có lẽ một phần vì y đã trông coi tôi từ lâu ngày, thấy có những ít nhiều tính nết của tôi nên y mới dám làm như vậy. Nếu tôi thiếu ý thức khi gặp chấp pháp hay quản giáo khác khoe kể lại chuyện quà cáp này, y sẽ bị kiểm điểm nặng. Nhưng đối với tôi, vì một người có ân với mình thì mình phải có ý thức, thà có chết chứ đừng hòng tôi kể lại những chuyện như vậy. Thiên Dư chỉ tay lên đầu tôi giọng thân mật: "Đầu anh làm sao mà cắt chọc hết như vậy?" "Chẳng muốn tình tiết làm gì," tôi trả lời cho qua. "Em mùa hè cắt như vậy cho nó mát." Tôi chợt nhớ lại và mỉm cười, vô tình tôi đã nhắc lại đúng câu nói của Thiên Thế. Nên tôi nói hỏi tiếp: "Thưa ông, thế gia đình ông khỏe cả?" Y chậm rãi: "Mấy đứa chúng nó đi nghĩa vụ hết rồi, chỉ còn mình tôi ở nhà, cỏ mọc đầy sân, tôi về gần một tháng, chỉ suốt ngày làm cỏ với cuốc vườn." "Thưa ông, vườn nhà có rộng không?" "Có chết đâu mà rộng, được có 5% đất dành cho cải thiện gia đình, còn lại là hợp tác xã hết." Qua cách họ nói chuyện tôi thấy y thật là một người nông dân chất phác lại quê mùa nữa. Tất nhiên cũng chả phải người tù nào y cũng đối xử như vậy. Và gần hết giờ làm việc, y vào buồng số 10 và 14 mắng thậm tệ vì khi y đi vắng hai buồng này đã vi phạm nội quy. Buổi tối hôm ấy tôi cũng thoáng nghe tiếng chân đi rất nhẹ, chắc là Thiên Thế mò vào buồng số 9. Không hiểu sao dạo này ít khi y vào, nhưng như mọi phải khi phải đến 19-10 giờ tối y mới mò vào. Thế bây giờ khoảng 8 giờ. Tôi nghĩ vậy, tôi cúi xuống xem. Bàn chân cũng tụt dép ra nhưng lại rất to và thô, không phải Thiên Thế. Nhưng tôi cũng không thể đoán được bàn chân của tên quản giáo nào. Vậy mà sao cũng phải tụt dép ra làm vậy? Càng nghĩ tôi càng thắc mắc và tò mò của tôi lại càng được kích thích hơn. Để cho sáng tỏ vấn đề, tôi cố gắng theo dõi, lắng nghe rất lâu cũng không có âm thanh gì đặc biệt cả. Mãi tới 9 giờ tối thì mới thấy đôi bàn chân dép đó rón rén đi ra, chắc phải ra chỗ bàn trực rồi mới dám xỏ dép. Tôi nghe thấy bước chân ra tới cổng, tôi dùng phương pháp ngửa mặt để quan sát, tôi giật mình thoăn thoắt. Người đi lén lút đó là Tiên Trì, thượng úy phó ban giám thị, người y như cái lực điền, cái mặt to tướng, đầy thịt, đôi mắt đỏ như mắt cá đói, với hàng lông mi rậm rì. Y vào buồng số 9 để làm gì? Trông y cũng đầy vẻ hảo ngọt. Rồi thì từ đấy Tiên Trì vào liên tục, còn Tiên Thế tuyệt nhiên không dám bén bảng đến xà lim số 1 nữa. Và cho đến ngày sau này tôi cũng không gặp Tiên Thế hỏa lò, chẳng hiểu vì sao. Nhiều lần tôi cũng muốn hỏi Thiên Dư về buồng số 9 nhưng lần nào cũng không dám. Tôi biết y sẽ không trả lời về có thể đánh giá tôi đã lợi dụng tình cảm của y để làm tới. Cuối cùng vào một buổi tối, sau khi đã xác định chắc chắn không có tiếng cán bộ nào, tôi đành tiếng gọi: "Số 12 gọi số 7 nè, số 7 khỏe không?" Ở buồng số 7 tên nằm vùng thì đã đi rồi, chỉ còn lại một anh cao cao, cho nên tôi gọi chào chơi, mục đích để bắt chuyện với buồng số 9. Tôi không thấy buồng số 7 trả lời mà lại có buồng số 9, nhưng nghe trong trẻo như tiếng khánh chạm nhau. "Anh 12 có khỏe không?" Mắt vẫn không rời mép trên cánh cổng, tôi trả lời: "Cảm ơn, khỏe. Số 9 Hà Nội phải không?" Hai tiếng cười rúc rích: "Hà Nội." Tôi hỏi tiếp: "Tội là gì thế?" "Giặt phòng ngoại." "Còn anh?" "Tôi đã biết rồi nhé." Hơi choáng người, cô này nói đùa nói thật đấy. Giặt phòng ngoại là gì? Nếu hỏi lại thì chứng tỏ mình là cả quỳnh, mà không hỏi lại thì không biết. Nhưng các cô trả lời với tôi với kiểu như vậy, tôi đoán chắc là các cô không biết thực về tôi. Nên thực tôi biết tôi ở miền Nam ra, chắc các cô không dùng tiếng lóng đó với tôi. Làm sao tôi hiểu được? Nghĩ thế tôi làm một câu dò dẫm: "Ở ngoài số 9 làm gì?"
Một giọng cười ré lên ngặt nghẽo. Văn công trung ương. À, thảo nào. Vừa lúc đó, cánh cổng xà lim hé rộng ra, tôi ngồi thụt xuống, số 9 cũng im bặt. Thì ra các cô cũng canh cổng, có người vào tắm giặt ở trong xà lim. Số 9 là văn công trung ương, không trách được đẹp thế. Còn tôi thì cũng không hiểu cái tội giặt vòm là như thế nào. Chợt nghĩ đến anh Nguyễn Lân, số 4, tôi khạc hai tiếng gọi anh. Sau khi tôi hỏi bằng cái cách viết chữ, vì cán bộ trong nhà tắm, tôi không lên tiếng được. Và lại, cũng chẳng muốn số 9 biết mình tổ. Anh Lân cho biết cũng giống như tội của anh, nghĩa là chạy ra nước ngoài. Mãi gần tới 10 giờ, người trong nhà tắm thì mới ra. Và tôi nghe cái tiếng thong để nhẹ xuống sàn, chắc hẳn là nữ rồi. Tò mò tôi đứng nhìn xem thử thì đó là mụ Hoa, mụ Thơ hay mụ Dậu. Tôi thoát người nhìn theo sau lưng có một cô gái thật trẻ đang cắp một cái thau men màu xanh đậm. Mái tóc cô thật dài buông xõa phía sau vai xuống ngang mông. Cô gái này lạ hoắc, tôi chưa trông thấy bao giờ. Tôi cứ nhìn theo mãi cho tới khi cô khuất ra ngoài trại chung. Tất tiếc tôi chỉ nhìn thấy phía sau lưng, chả biết mặt mũi cô ra sao, nhưng cô có một tấm hình đang độ càng đầy. Thưa quý khán thính giả, chương 69 hồi ký thép đen đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.